Xin chào, vẫn là tớ đây. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong một video của Top 5 là kỳ. Hẳn các bạn còn nhớ, cách đây ít lâu tìm Top 5 đã mang đến cho các bạn Top 5 là động vật có hình dáng ảo lòi và thực sự tồn tại. Dám cá con vật yêu thích nhất chính là con này. Lại bảo không phải đi. À mà bạn nào chưa xem thì bấm vào cái con này ấy để xem nhá. Không để các bạn chờ đợi thêm nữa, hãy cùng chúng tôi đến ngay với Top 5 là động vật có hình thù kỳ dị thực sự tồn tại. Phần 2. Mọt cao cổ. Mọt cao cổ là một loài bọ cánh cứng đặc hữu của bán đảo Madagascar. Chúng có một chiếc cổ dài hơn 2 lần chiều dài cơ thể, y hệt như chú hươu cao cổ. Chẳng thế mà đôi khi người ta còn gọi lão là mọt hươu cao cổ, một cái tên nghe khá là lai tạp. Không biết loài mọt này có phải là sản phẩm của một vị giáo sư điên khùng nào đấy không? Được biết, mọt hươu cao cổ thường dùng cái cổ dài của mình để kiếm thức ăn như một cái cần cầu và dùng làm kiếm chiến đấu thì dành bàn tình trong mùa giao phối, do chỉ có con đực đánh nhau giành con cái. Thế nên các anh hiển nhiên có cái cổ dài hơn các chị. Thế mới biết, trong tình yêu, phái mạnh luôn phải chịu nhiều khổ đau. Hy vọng chị em sau khi xem xong video này sẽ yêu thương anh em bằng tôi hơn tí. Thần lằn quỷ gai. Thần lằn quỷ gai còn được gọi là rồng gai, Tawny Dragon, hay quỷ gai, Tawny Devil. Với ngoại hình xấu xí, gớm ghiếc, chúng bị những người dân bản địa ở Úc xem là hiện thân của quỷ dữ. Và đồng nghĩa với điều đó, loài động vật này luôn nhận được sự xua đuổi nhiệt tình của nhân dân bản địa. Bao phủ toàn bộ cơ thể chúng là những vảy gai nhọn có chức năng hấp thụ nước từ bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Bên cạnh đó, thần lằn quỷ gai có một cái đầu giả để đặc hướng động vật săn mồi. Và nếu các bạn để ý kỹ, trên đầu loài thần lằn này có hai cái sừng nhọn. Dám cá là do con thần lằn cái cắm lên chứ không phải tự dưng mà có. Ây da, thiệt tình. Chuột nhảy, Gobi Jaguar. Chuột nhảy còn được gọi là chuột sa mạc, sống chủ yếu tại những vùng có khí hậu khô hạn ở châu Phi, Ấn Độ. Chúng sở hữu bề ngoài rất quái dị với đôi tai dài của thỏ, khuôn mặt và thân hình của chuột, cùng một đôi chân dài và khỏe như của chuột túi, tức kangaroo. Kangaroo, máy lọc nước hàng đầu Việt Nam, 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 kangaroo hàng đầu Việt Nam, máy lọc nước hàng đầu Việt Nam, kangaroo hàng đầu Việt Nam, máy lọc nước hàng đầu Việt Nam. Tuy bề ngoài có phần kém may mắn so với các loài khác, nhưng chuột nhảy lại sở hữu những khả năng rất đặc biệt. Dễ nhìn thấy nhất đó là sự thiếu cân xứng rất lớn về mặt kích cỡ giữa thân hình bé nhỏ và đôi tai quá khổ. Song điều này lại là một lợi thế tiến hóa bởi đặc điểm này giúp loài này tản nhiệt ra không khí nhanh hơn, hạ nhiệt độ cơ thể tốt hơn so với những sinh vật có đôi tai ngắn. Một đặc điểm nổi bật khác của loài chuột nhảy chính là đôi chân dài giúp chúng nhảy lò cò như chuột túi. Đây là cách đơn giản và hiệu quả nhất để vượt qua những khoảng cách đáng kể trong sa mạc bởi cát là bề mặt rất dễ bị sụt lún và khó đi, đồng thời giúp chúng thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ thù. Điều này có được hẳn là do tổ tiên loài chuột này trong một đêm đục quét đã vô tình đọc được tuyệt kỹ thứ 36 trong binh pháp tuần tử. Khỉ đầu hói mặt đỏ. Loài khỉ này luôn có khuôn mặt đỏ bừng bừng sát khí, như thể chuẩn bị giết người. Trên thực tế, khuôn mặt có màu đỏ tươi của loài khỉ này không phải là do sắc tố, mà bởi phần này có nhiều mạch máu tập trung ngay dưới da, thể hiện tình trạng sức khỏe của chúng. Do đó khi bị ốm, những sắc tố này trên da những chú khỉ cũng trở nên nhợt nhạt hơn. Với cái đầu chọc và khuôn mặt đỏ rực, khỉ Uakari có thể khiến những người yêu bông vía cảm thấy sợ hãi trong lần đầu bắt gặp. Nhưng rất may là chúng chỉ sống tại lưu vực sông Amazon, nên các bạn cứ yên tâm. Cũng xin được nói thêm, cái mặt đỏ của loài khỉ này còn được xem như là minh chứng cho khả năng tình dục cao, sẵn sàng thu hút bạn tình. Nghĩa là ở loài khỉ này, mặt đỏ là tất cả. Cứ vác cái mặt đỏ bừng ra đường là gái sẽ theo hoàng đàn. Cá mập yêu tinh, Goblin Shark. Cá mập yêu tinh còn được gọi là cá mập Goblin. Chúng là một loài cá mập sống ở biển sâu, có hình dáng xấu xí và nổi bật với chiếc mũi dài giống mỏ chim. Cá mập Goblin toàn thân có màu hồng cùng bộ hàm có khả năng co giãn với nhiều răng sắc nhọn, thích hợp cho việc nghiền thức ăn. Đây được coi là một trong những đặc điểm giúp phân biệt loài cá mập này với nhiều loài khác. Loài cá mập Goblin trưởng thành thường có chiều dài trên 3 mét và cân nặng hơn 200 kg.
Phần đầu với cái mũi dài có nhiệm vụ phát hiện con mồi tại những nơi tối tăm nhiều bộ phận cảm ứng điện. Chà chà, chất lừ. Cá mập Goblin là một trong những kẻ săn mồi cổ xưa nhất còn tồn tại. Loài này đã từng tồn tại cùng thời với loài Megalodon, một loài cá mập khổng lồ sống dưới biển cách đây khoảng 30 triệu năm. Một số ý kiến khác cho rằng loài này giống với loài cá mập Helicoprion sống cách đây 250 triệu năm. Nói gì thì nói, dù cho có da phả dài cỡ nào nhưng với vẻ ngoài kinh dị, gớm ghiếc xấu hết phần loài khác. Đấy là còn chưa kể đến cái mũi nhìn như cái mũi lưỡi chai không yêu vào đâu được và hàm răng mọc mất trật tự. Cá mập Goblin hoàn toàn xứng đáng cho vị trí thứ nhất trong danh sách top 5 loài động vật có hình thù kỳ dị lần này. Vẻ vàng ớ, chúc mừng nhá. Trên đây là danh sách top 5 loài động vật có hình thù kỳ dị thực sự tồn tại, phần 2. Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn và ghé comment bên dưới. Bạn ấn tượng với loài nào nhất? Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ với bạn bè. Đừng quên subscribe để xem những video mới nhất từ channel của bọn mình. Hiện tại channel top 5 lạ kỳ có một fanpage duy nhất tại địa chỉ www.facebook.com/top5lạ kỳ. Hãy like fanpage và bấm nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Top 10 hiện tượng thiên nhiên kỳ thú chưa có lời giải, phần 2. Quái vật hồ Loch Ness. Theo văn hóa dân gian Scotland, một con vật thần bí được gọi là con ngựa nước, nhử những đứa trẻ để dìm xuống nước bằng cách lừa chúng cưỡi lên chiếc lưng bầy nhầy của nó. Quái vật hồ Loch Ness trở thành một điều kỳ lạ ở Anh khi nó xuất hiện trên một tờ tạp chí năm 1933. Không có bằng chứng hình ảnh về con vật này được ghi nhận. Tất cả những hình ảnh từng được công bố về con quái vật không biết có tồn tại hay không này đều được cho là những trò lừa đảo. Rất có khả năng quái vật hồ Loch Ness chính là con Mosasaurus trong phim công viên kỷ Jura không ai bị sống ra ngoài. Chờ nào ơi. Thank you.